ha. Sau cái hộp điện tử nó sẽ có những cái vách cắm, có những cái vách cắm nha anh chị. Đó, ví dụ mình lấy cái nào lên phù hợp á, lấy cái này trước, cái này trước nè. Đó, nó sẽ có mấy vách phù hợp. Tuấn sẽ giới thiệu cho em, hướng dẫn anh chị em gọi là lắp chân bàn, rồi đặt cái đầu máy may, gọi là lắp máy bắt sổ lên một bộ nha. Một bộ con lê là nó sẽ như thế này đây, để mình có thể hoạt động được. Ví dụ như này là cho anh chị em ở tỉnh mình này, dù không có điều kiện để có thợ tới lắp tận nhà, hoặc là những anh chị em mình chuyển nhà, hay là cần mình thay đổi, mình thay bàn mới, hoặc là mình thay chăn mới, hoặc là mình thay bất cứ cái gì trên nguyên bộ vậy á, hay là thay giá trị những cái cần thiết á, thì mình có thể tự ở nhà mình làm được nha. Cái này là hướng dẫn anh chị em cơ bản thôi. Cái này một máy bắt sổ mình đã lắp lên nguyên bộ rồi, và hôm nay là mình sẽ giới thiệu cơ bản như này. Em quay lại gần lại coi. Đây nó sẽ như này, đây là cái đầu máy, nó sẽ đặt lên nguyên bộ. Đây như thế này hoàn thiện ha. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn nè. Đây nè, bây giờ mình đã lấy cái đầu máy bắt sổ ra nha. Đây là chỉ áp dụng cho máy bắt sổ liền trục thôi nha, motor liền trục. Đây. Đây. Mình xách xuống nào anh? Mình xách cái tay, mình xách kiểu sao? Đây, tay khi mà mình nhắc cái đầu máy lên nhá, mình lưu ý một cái tay là mình cầm chắc cái bu lăng bên này, một tay mình bợi vô đây, ngay chỗ cái chân vịt ha, ngay mé này để cho nó khỏi trượt nha. Rồi. Đấy. Một xu. Rồi hướng dẫn bà con cái cách để cao su. Đây ha. Trước tiên là anh chị em làm ơn là mình ráp cái chân vô nha. Cái chân bàn thì nó đơn giản rồi. Đấy, trước mắt là mình ráp hai cái đứng, cho hai cây thanh đứng vô, cây thanh ngang này đây. Cây thanh ngang đây. Cây thanh ngang để kết nối hai cái chân đứng, hai chân trụ đứng, bên này một chân nha. Bên kia một chân này, đây một chân nữa này ha. Đây là 4 con ốc. 4 con ốc. Dùng cái này là khóa 14 nha, tùy một số trường hợp là sẽ có khóa 17 nha. Là anh chị em dùng khóa cà lê mỏ lết á, mình siết lại. Đó, cố định vậy. Sau đó là mình sẽ bắt. Đây là cái cây thanh tròn nha. Cây thanh tròn đây để nối hai cái đầu này để có ốc y vậy nha. Và bên này một, bên này nữa. Còn ở đây là cái bàn đạp lớn nè. Cái bàn đạp mình đạp để máy chạy nè. Còn cái này á là nó nằm bên tay trái nha, mà đạp nằm bên tay trái. Cố định là mấy cái đồng tiền, cái khoen nha, để cố định hai cái bên này lại, khoen. Còn cái này là cái gút nhỏ này á, cái gút nhỏ này là để làm gì? Để mình bắt lên mình đạp cái này là để mình dỡ chân vịt này, liên kết với cái đầu máy phía trên, lát nữa mình chỉ cho. Nó sẽ dỡ chân vịt, khi mình đạp xuống là chân vịt sẽ nâng lên nha. Còn đây là cây đũa. Cây đũa điện tử này sẽ nấu cái giò đạp. Khi anh chị em ráp á, là lưu ý là ráp cái giò đạp vô cái bàn nè. Đấy là cái mũi mà để bắt cái mũi nhọn nhọn này nè, để gắn với cái đũa là nó sẽ nằm hướng về phía trước mình nha, trước nhìn vô đấy, để kết nối với bàn đạp khi mình đạp là máy chạy. Còn bên này á, giờ lên chân xong rồi tới cái mặt bàn. Mặt bàn thì đây là sẽ có cái hộc, hộc để mình để phụ kiện á. Còn bên này ngay bên tay phải mình á, ngay bên tay phải là mình sẽ lắp cái hộp điện tử của hộp điện trục nha. Hộp điện tử thì dưới này nè, dưới này đều có mấy con ốc bắn gỗ á, phía trước con, phía sau đây một con nữa, là 2 con nha. Còn khi mà anh chị em ráp cái đế, ví dụ máy mới hay máy cũ gì cũng cần phải ráp cái đế để bỏ cái đầu máy lên đó, thì một cái bàn cho dù máy bắt sữa Yuki, Siruba hay là cái dắt cái gì thì nó cũng tương xứng để có một cái đế như vậy để mình đặt cái đầu máy lên, là tương xứng 4 góc này. 4 cái đế này nó sẽ có cái 4 cái đế này sẽ có 4 ốc. Đây một con này, 1 con nha, 2 con nha, 3 con nha, 4 con ốc này. Đấy, nó để đế này nó sẽ có 4 cái lỗ tương ứng để mình ráp vô. Đấy. Còn cái giá chỉ là nó sẽ như vậy. Giá chỉ thì đơn giản rồi ha, bỏ cái đầu ra luôn. Giờ là hướng dẫn anh chị em đặt cái đố riêng đối với máy bắt sổ Siruba DF á, thì nó sẽ có 3 cục cao su gọi là giảm chấn, gọi là giảm chấn động á. Khi bỏ lên thì máy em đầm á là 3 cục cao su, 4 cục nhưng 3 cục nó sẽ có cái ti đây này, một cây này, góc này một cây nha, ngay đây nha, để ý nha, một cục này, đây là một cục này, đây một cục này. Còn riêng cái cục mà anh chị đối diện vào á là nằm bên tay trái á, cục đầu tiên này, ngay đây nè, thì nó là không có cái ti nha, lưu ý chỗ này để bỏ vô khỏi bị cắn nha. Rồi đặt cái đầu máy lên đi. Cơ bản nó cũng đơn giản thôi chứ không có gì rắc rối đâu, mình làm tí là mình coi video mình làm sẽ quen à. Đấy, bỏ đầu máy lên là khớp luôn, thấy không? Rồi cái đây là cái dây nguồn, cái dây mà dẫn nè, mình sẽ bỏ xuống cái lỗ. Đấy, cái máy rồi. Ha, sau cái hộp điện tử nó sẽ có những cái vách cắm, có những cái vách cắm nha anh chị. Đó, ví dụ mình lấy cái nào lên phù hợp á, lấy cái này trước, cái này trước này. Đó, nó sẽ có mấy vách phù hợp. Đấy, mình sẽ cắm vô. Rồi, đẩy mạnh vô nha. Rồi ok, ngay cái rắc là ok. Rồi tới cái vách kia. À, ok. Vặn vô. Rồi, vặn vô. Mình dặn ngay cái vít này vô, mình dặn cái vô. Là theo chiều đồng hồ. Rồi, còn đối với cái giờ đạp á thì để điều khiển được thì nó cũng sẽ có một cái vách cắm. Đấy, mình gắn vô những cái vách phù hợp của nó là ok ha. Rồi đẩy mạnh vô. Rồi ok, vậy thôi. Vậy anh bật máy là mà chạy thôi nha, chứ không còn cái vấn đề gì suy nghĩ nữa. Còn riêng đối với dây xích á. Rồi, ok. Dây xích là anh chị sẽ nối dưới đây, nó sẽ vòng tròn như vậy nè. Rồi anh chị ra phía sau nha, nó sẽ có một cái móc xích, cái móc để mình móc cái xích vô. Giờ móc vô nha. Móc đó để mình dỡ khi mình đạp được cái bàn đạp nhỏ để dỡ cho anh dịch ha. Rồi cơ bản nó chỉ có thế thôi. Vậy là găm điện vô, bật máy lên là đạp thôi là chạy nha. À còn lưu ý này nữa, anh chị sai là gắn cái máng sợ bãi vô nha. Nó sẽ có một cái máng sợ bãi như thế này nữa nè, máng sợ bãi. Để khi mình may á, vải dư á, mình cắt vải dư xuống đây á thì nó sẽ đi theo một cái luồng xuống đất ha, hoặc vô cái vỏ rác của mình. Rồi Tuấn hôm nay là chỉ giới thiệu anh em hướng dẫn cơ bản để anh chị em ở xa có thể mình coi video. Đuổi máy một xíu để mình nha, hướng dẫn cơ bản vậy cho anh chị em coi cái video, mình có thể ở nhà mình có thể tự ráp được luôn. Nó cũng đơn giản lắm, anh chị em coi kỹ lại một lần cuối nha. Đấy, chân bàn, chân ráp chân y như vậy. Rồi lên phía dưới thì bắt đế, máng sợ vải, hộp, giờ đạp phía sau ha, hộp điều khiển ha, máng sợ vải ha, giờ đạp ha. Lưu ý là cái giờ đạp cho bà con mình chứ. Rồi cái giờ đạp thì phía cái mỏ nhọn á, để nối với cái đũa là nó phải dài như vậy đó, nó phải ở phía trước. Rồi ok, thấy chưa bà con mình, thấy chưa? Rồi lên thì bỏ cao su vô trước, rồi đặt cái đầu máy lên, rồi bắt cái giá chỉ, giá chỉ vậy là ok rồi. Rồi găm điện vô là xài thôi. Rồi cảm ơn anh chị em đã quan tâm ủng hộ Thế Giới Máy May Công Nghiệp nha. Nếu anh chị em có cần, ví dụ như khu vực thành phố Hồ Chí Minh á và một số tỉnh miền Tây mà có nhu cầu lắp ráp máy may á, máy bắt sổ, máy móc ngành may mà trong cái khu vực mà bên em có anh em hỗ trợ thì liên hệ bên em sẽ hỗ trợ cho anh chị tận tình ha. Rồi cảm ơn, chào anh chị em.